Năm 2021, sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương sinh sống, chị Bùi Thị Thanh Phương ở thôn 2 Saromen tiếp tục công việc kinh doanh hàng tạp hóa và mở trang trại nuôi cá tầm thương phẩm của gia đình. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên trang trại chỉ nuôi nhỏ lẻ. Đến cuối năm 2023, sau khi có quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực, chị đã đăng ký vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông để mở rộng trang trại nuôi cá tầm. Đến nay, gia đình chị đã xây dựng được 8 hồ nuôi với quy mô hơn 5.000 con cá tầm giống. Đây là mô hình đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, góp phần giúp chị tái hòa nhập cộng đồng. Tôi là Bùi Thị Thanh Phương, đã đây cũng có đi chấp hành án phạt tù về năm 2020. Và đây bên nhà nước và đảng và ngân hàng chính sách đã hỗ trợ cho tôi vay được 100 triệu đồng. Tôi hỗ trợ về để nuôi thêm cá tầm. Và đây tôi cũng thấy là cũng có hiệu quả, đạt hiệu quả. Tôi cũng chân thành cảm ơn đảng và nhà nước và ngân hàng đã hỗ trợ cho tôi. Anh Ngo Dù Elit ở xã Rừng Men, huyện Đam Rông chia sẻ, nhiều khi nghĩ về quá khứ của bản thân, tôi thấy mặc cảm. Khi trở về cuộc sống đời thường, tái hòa nhập cộng đồng, vốn liếng phát triển kinh tế không có, tôi cảm thấy bế tắc. Mới đây, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay số tiền 100 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, tôi đã đầu tư mua phân bón, máy móc, ống tưới nước để chăm sóc 3 hectare cà phê kinh doanh của gia đình. Nguồn vốn tín dụng chính sách này là cơ hội để bản thân anh thay đổi cuộc sống trong tương lai. Sau khi được vay số tiền của Ngân hàng Chính sách thì tôi được có nguồn vốn để đầu tư chăm sóc cây cà phê để mà nó phát triển vươn lên thoát nghèo. Và tôi cũng là một trong số những người lầm lỗi đã chấp hành án phạt tù xong, được Ngân hàng Chính sách quan tâm và cho được vay vốn. Quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên địa bàn huyện Đam Rông đã đáp ứng nhu cầu rất kịp thời, thiết thực, phù hợp với nguyện vọng, cung cấp nguồn vốn để tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn chính sách để học nghề, đầu tư sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh tạo việc làm, sinh kế cho những người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Sau gần 7 tháng triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông đã phối hợp với Công an huyện, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, giải ngân gần 1,6 tỷ đồng cho 16 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù và các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, của Ủy ban Nhân dân các cấp. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông đã phối hợp cùng với Công an huyện Đam Rông, Công an các xã tổ chức tập huấn, tuyên truyền và cho vay đối với 16 hộ gia đình trên 16 người chấp hành xong án phạt tù, với tổng số tiền là 1,55 tỷ đồng. Sau khi vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp cùng với hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay, thì nhận thấy các hộ vay là sử dụng vốn vay đúng mục đích, sử dụng vốn hiệu quả. Thực tế cho thấy quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là cơ chế tín dụng đầu tiên dành riêng cho người chấp hành xong án phạt tù, thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tìm kiếm việc làm khi trở về địa phương, từng bước tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Cơ quan thi hành án hình sự, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ủy ban Nhân dân các xã để triển khai có hiệu quả quyết định này, nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái phạm. Quyết định này rất có là ý nghĩa nhân văn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện cái tính nhân đạo, chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Để triển khai nguồn vốn này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đam Rông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để những người chấp hành xong án phạt tù vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, tránh tệ nạn xã hội, góp phần giảm nguy cơ tái phạm tội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.